Em tên là Lê Thị Ngọc Huyền và em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty Yến Xào. Rồi. Huyền, 28 tuổi. Thì giới thiệu một xíu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của em đi cưng. Dạ, em thì bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm. Nhiều khi giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái và cho hết trơn á. Năm nào đem bánh trái luôn á hả? Dạ. Tại vì họ, dù sao đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên mình cứ nhớ mãi. Vậy chúc em có, anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào với không? Dạ, nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á. Năm nào cũng có mít nha. Dạ. Đặc biệt cực kỳ đó là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác. Ví dụ như là nó bệnh thì nó cũng không có nói là đi mua thuốc về cho tao hay gì đó. Em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á. Em ơi, cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu. Em mới nghe bạn em bệnh em chạy mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống. Dạ, tại để ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay rồi là biết bị cảm. Trời ơi, chưa hay chắc quá là bác sĩ luôn trời. Như vậy nó hơi nguy hiểm, tới nhiều khi á em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm, nhiều khi người ta bị phổi thì sao, đúng không? Cái này là phải xem lại thôi. Dạ, còn về khuyết điểm thì em nói nhanh lắm, nhiều khi nói xèo người kia hả mở mắt ra ngó xong nói xong mày nói gì tao không hiểu hết trơn á. Dạ, hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó. Rồi thôi, có nói xả sụt rồi coi nhanh cái này nha. Bằng Nam, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em là người hiền lành, thật thà, không rượu bia, không hút thuốc, biết nấu ăn, ít nói, nhát gái. Nhát lắm hả? Dạ. Thấy con gái là nhát hả? Ê, ý là thấy mà mình thích đó, mình nhát hả? Mấy người thích mới nhát. Dạ. Còn không thích là không có nhát. Dạ. Thử coi họ nhát cô đó không nha. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa yêu ai. Hả? Yêu Đơn Phương thôi. Yêu Đơn Phương lâu không? Không, một hai tháng gì. Trời ơi. Em 32 tuổi rồi, có khi nào nằm mơ em có hôn ai đó không? Dạ. Có không? Có chứ. Có hả? Dạ. Hôn trai hay gái? Hôn gái. À được. Kiểm tra về giới tính thôi. Ồ, tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ. Trời đất ơi. Hiền quá mà nhát gái thôi. Chứ có nằm mơ thấy hung ta. Ủa em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á. Không lẽ cặp này trời sinh hiếm à? Cặp này hiếm lắm á. Bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy? À, tại chắc em không biết nói chuyện á chị. Em nói á. Nãy giờ em nghe nói với người ta, lát người ta chửi. Sao vậy? Sao vậy? Ở nói bạn gái lát hai người gây lộn. Sao vậy? Không biết. Em ít nói mà sao em nói chuyện vô duyên lắm hay sao gây lộn? Không biết, không biết, không biết, không biết nói lãng mạn. À, không biết nói lãng mạn. Nhưng mà thích gái không? Tự nhiên thích vậy, thích nó lên luôn. Chắc không? Chắc. Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung giật mình thức dậy thấy sao? Thấy bình thường vậy. Trong người không có gì bất bình thường hết hả? Đâu có bình thường. Thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa? Thức dậy giữa mặt làm cái gì? Rồi bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tính tới hôn nhân được? Chắc khoảng một năm rưỡi. Rồi, ở quận 8 vậy. Có nhà chưa? Ờ, có một cái nhà nhỏ gì. Có nhà nhỏ rồi, em ở mình hả? Dạ. Ờ, vậy là tốt quá ha. Tốt rồi. Rồi em biết hung không em? Chưa có quen ai sao biết hung vậy? Nhưng mà trong giấc mơ có thấy được tận rõ cái hung không? Em hung hay là em thấy người ta hung hay là em thấy em đang hung? Thấy em đang hung. Đang hung ai? Ừ, trong mơ thì sao không nhớ chị? Có hung thôi hả? Có làm gì nữa không? Hả? Không. Trời ơi, hiền. Hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả? Đến quan coi đàn gái sao rồi. Cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à. À, chào em gái. Dạ, chào anh. Bạn bên này hiền dễ sợ không? Mới nằm mơ thấy hung rồi đó. Em có nằm mơ thấy lần nào chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa giờ nắm tay trai bao giờ. Chưa luôn hả? Em có thấy cặp nào người ta đứng hung nhau chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Lúc đó cảm giác mình sao? Nó bình thường đúng không anh? Tại em không có. Tại mình chưa có cảm được. Có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không? Có. Có hả? Vậy chút mình làm thử nha. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng hiền luôn. Nhưng mà hai người mà hiền quá thì rồi làm ăn gì được không trời? Em muốn người nó như thế nào? À,
em cao 1m45 cho nên là bạn trai mà cao 1m44 là không được rồi. 50. À, cái thứ hai nữa là phải có hiếu, thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Em không cần giàu, cũng không cần chức vụ cao, nghèo cũng được, nhưng mà phải có ý chí, phải có nghị lực cầu tiến. Nãy giờ nói mình đó, mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai? Cũng 70. 70 ha. Hiền khô bên kia cũng hiền đúng không? 70 là quá tốt rồi. À, em có mong muốn tìm người yêu lý tưởng của mình không? À, có. Thế nào? Người đó cao từ 1.5m trở lên. Đây có 1.45. Ở 1.50 đến 1.60. À, ngoại hình 40 mấy. Được không? Được. Rồi sao nữa? Biết chăm lo gia đình. Cô kia chăm lo được đó. À, biết kinh doanh nhận dưới, không có mà lè lẹt quá. Bên này đơn giản lắm. À vậy đó được. Được hả? Được. Đủ hả? Rồi đó. Em không thích gì ở người phụ nữ? À, đó là ít nói. Cô cũng ít nói đó. Còn anh thấy nãy giờ nói nhiều mà. Nói cũng nhiều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ, hôm nay em đi với chị họ với hai, với người anh họ với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và Cát Tường ạ. Hôm nay em là chị của Quyền. Thấy bạn trai thì cũng được, cũng dễ thương. Hy vọng là hy vọng là hai đứa có thể nắm tay nhau hôn đi nhau suốt cuộc đời. Yeah. Chị có mong muốn hồi cặp này hôn nhau không? Nhiều khi nó mắc cỡ quá, nó hôn thấy nó ngại. À, bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với hai người dì và Dượng ạ. À, chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Em là dì năm của Minh. Thấy hai đứa cũng khá hợp. Để kéo màn lên, hai đứa thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Vậy thôi. Dì cũng hiền quá ha. Gặp cháu hiền, dì cũng hiền nữa. Thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền ở nào. Kéo màn lên. Rồi. Thôi anh. À, anh có muốn quà tặng em, em phải mở chưa? Dạ. Mở nắp đi mà. Mở nắp ra anh. À, mở nắp đi. Dạ. À, anh có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có đọc thần chú á. Thì anh sẽ đọc thần chú là ảnh ba la mở ra thì sẽ có một món quà. Thì sợ chuyện anh có thể đọc đeo cho em. Dạ, cảm ơn. À, cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em đến tóc lên, đến tóc bằng gái lên coi, đến tóc lên đó. Dạ em cảm ơn. Đẹp không? Nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không? Em ngắm đi, chú cứ kế bên ngắm mưa thế nào thấy được không? Được à? Đi, nhìn ngại thẳng cái gì mấy chi? Dạ được anh. Được không? Thôi, ok rồi, được rồi. Rồi để hai người trò chuyện đi. Thì nói đi. À, em thích con trai hay con gái? À, em thích một trai một gái. Thì khi nào em rảnh, thời gian rảnh mình hẹn hò á. Trời ơi, vậy được không? Đứa trai đứa gái luôn không? À, được rồi. Được hả? Anh đích hết đi thiện nguyện không? À, có. Đi thiện nguyện á. Tại em cũng hay đi thiện nguyện á. Thì một năm em thường đi 3 đến 4 chuyến á. Thường hay đến mấy cái vùng núi, vùng xa á. Đi với đoàn hay sao? Dạ đúng rồi, em đi với nhóm á anh. Hai đứa tổ chức đi riêng thôi, được không? À, được anh. Ừ. Nói đi, cảm nhận cô gái thế nào? À, em cũng xinh xắn, dễ thương. Với lại nói nhiều, anh thích nói nhiều. Thích nói nhiều hả? À, thằng này giống em là chưa quen ai á. Hai đứa quen nhau không biết gì luôn á. Hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu? À, ví dụ lần đầu hẹn hò thì em thích đi đâu? Anh có thích cái không khí quán trầm không? Tại vì em hay uống trà đạo. Tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh. Tính em nó không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt đâu anh. Dạ, yeah. Vậy để anh cũng thử xem. Được không? Được hả? Nó lời cuối lắm đúng được. Trời ơi, chưa gì nữa là cuối rồi. Chưa có gì hết trơn á. Bây giờ nè, hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi. Anh ở quận 8 thì ví dụ mình lấy nhau thì có về quận 8 ở được không? Không sao đâu, tại quận 8 em Thủ Đức mà chạy lên nó khoảng tiếng à. À, về kinh tế thì
Thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao. Nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đó là cuối rồi. Lời cuối gì chưa? Mà lời cuối gì? Trời ơi. Bây giờ nói thật lòng nha. Dạ. Em thấy cô gái này xinh không? Xinh. Em khoái không? Khoái. Thái dữ không? Thái dữ. Thái dữ. Rồi nói lời cuối đi. Lại gần nó. Lại đi. Dạ dạ. Trên sợi dây chuyền em đang đeo á. Đòi lại. Có một nửa là hình trái tim, nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á, thì nửa bên kia là điền tên của em. Ông xin nói lời cuối. Ông mà bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền, tính nói hồi em không bấm nút em trả cho anh sợi dây chuyền. Lời cuối xong chưa? À xong rồi. Dễ thương quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha. Lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy. Hả? Lần đầu tiên em nắm tay trai. Lần đầu tiên nắm tay trai. Dạ. Nắm thử chúng chặt vô nào. Gì cho con hôn cái. Đó, xin gì đàng hoàng thấy không? À, có chị có hôn hả? Có. Anh làm liền. Anh làm liền. Cái nụ hôn đầu tiên cổ chưa nắm tay lần nào. Nụ hôn đầu tiên nó phải lâu lâu chứ, chừng nào nó buông ra mới buông. Làm lại. Nào quý vị. Để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Thấy được không? Thấy sao? Cảm giác sao? Thấy lạ. Lạ. Trong người có gì nó khác không? Có. Khác cái lúc mà ngủ giật mình thức dậy không? Em gái thấy sao? Là lạ. Là lạ hả? Mà vui không? Dạ vui. Khoái không? Ha? Khoái không? Khoái chút làm nữa ha. Dạ. Dễ thương. Em tên là Thanh Vân. Em 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên văn phòng. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Dạ chào anh Quyền Linh, chào khán giả, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Dạ, em là tên là Trần Đại. Em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em ở Khánh Hòa. Em làm việc gì hả Đại? Em làm bên lĩnh vực tư vấn thiết kế nội thất. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 29 tuổi chị. 29 tuổi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em thì em chỉ thích hát nè, rồi thích đi du lịch nè, rồi với lại thích nấu ăn. Rồi. Còn điểm yếu của em á là hay quên lắm chị ơi. Rồi em trai. Ưu điểm của em là luôn có lối sống tích cực lạc quan, luôn cố gắng làm việc chân thành với mọi người, hòa đồng dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi hơi nóng tính, cũng hay quên, với lại đôi khi sơ sài trong những vấn đề giấy tờ. Hai người hay quên hết là mệt lắm á. Thôi giờ bên kia hay hát là thích hát nè, hát bài cho nó vui các ơi. Em xin trình bày hai bài Túp Lều Lý Tưởng được không ạ? Được. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tấm lều tranh. Nãy em nói là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi chị. Em 29 tuổi là sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 88 ạ. Bạn trai sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 89. Ủa sao nãy cũng nói 29 tuổi? Vậy là bên kia lớn đây tuổi đó. Đây lớn đây tuổi. Dạ em thấy sao? Dạ thì chứ gái lớn 2 vậy trai lớn 1 thì lớn có 1 à? Dạ bình thường chị. Bạn trai có ngại gì không? Em thấy cũng bình thường chị, coi thử có hợp hay không thôi à. Bạn gái hát thì hát bài đáp lại thôi. Dạ thật sự thì em cũng chưa chuẩn bị bài hát nào hết, nhưng mà em sẽ nhớ một đoạn bài hát em để em hát thôi. Đúng rồi. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu. Trốn xa xôi kia mang theo kỷ niệm cũ. Em đã quên hay là vẫn mang theo? Được. Dạ được. Hai cặp này về song ca với nhau được. Bây giờ tình trường của mình thì sao em? Dạ tình trường của em thì em có hai mối tình. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì chỉ mấy tháng là không đáng nhớ. Còn mối tình thứ hai thì em quen được 4 năm rồi chị. Dạ, 4 năm.
Vừa chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cũng được 1 năm rồi ạ. Tại sao chia tay? Dạ thì do là thứ nhất là do quen lâu dài thì phát hiện ra có một vài cái mâu thuẫn nhỏ đó chị. Rồi từ từ dẫn tới là tình cảm nó nhạt nhòa không được như xưa nữa. Nên thôi thì bạn kỳ vậy, quen lâu dài mà mới phát hiện ra mâu thuẫn nhỏ thôi. Dạ. Mà không xử lý được hả? Từ cái nhỏ nhỏ gom lại một thành cái lớn luôn anh. Em có mấy mối tình rồi? À, dạ một mối tình chính thức là kéo dài khoảng 7 năm. 7 năm? Dạ. 7 năm? Quá dài luôn. 7 năm hả? Từ năm đầu sinh viên tới bây giờ. À, tới nay vừa rồi. Mới đây luôn hả? Dạ không. Cái đây khoảng 1 năm. Hôm năm mà tôi tưởng mới đây là thôi nghỉ à. Dù bạn nó trở lại thì sao? Thật ra thì cho dù có hai người trở lại cũng không được nữa, cho nên mình chấp nhận cái gì quá khứ là quá khứ. Nhưng mà cái đó anh nghĩ nè, 70 năm trời có cái chuyện gì nó căng thẳng lắm mới chia tay chứ. Thật ra là do em nhiều hơn, cái tình cảm nó tan vỡ dần dần, những cái nhỏ nhỏ nó sẽ góp nhặt thành những cái lớn nó bùng nổ. Lúc đó là mình sẽ mấy mối tình dài xảy ra một bài một. Nhận lỗi như vậy là đàn ông mà nhận lỗi thế là tốt. Dạ, đó là bài học lớn anh. Thì thật ra những cái mối tình nào mà dài nó cũng trải qua bao nhiêu đó chuyện à. Rồi cuối cùng không vượt được cái tôi của mình rồi là chia tay. À bây giờ mình bỏ chuyện cũ, dạ, lật sang trang mới ha. Dạ. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là thứ nhất là đầu tiên là đừng có gia trưởng quá chị. Rồi. Em thích được cao to một xíu, có công ăn việc làm ổn định. Rồi. Biết quan tâm, chăm sóc bạn gái. À, có cái điều gì mà em không thích ở người bạn nam? Dạ cam ram chị, với lại là không có được gọn gàng sạch sẽ. Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái của em cần tìm là người như thế nào? Phải biết lo lắng về và cân đối giữa chuyện công việc với gia đình. Về ngoại hình thì tương đối là dễ nhìn, nói chung cũng xinh xắn, dễ thương. Dạ. Yeah. Rồi, không thích điều gì ở phụ nữ? Nói chuyện vô duyên. Gái mà vô duyên chắc mệt lắm nha. Không biết lo lắng, quan tâm chăm sóc gia đình và không chung thủy. Thôi nói chung đã vô duyên rồi là không có gì hết trơn. Vậy đi. Chào rồi, chị. Chào em. Dạ. À, sạch sẽ gọn gàng ha. Bạn gái thì thích như vậy thôi. Em có hay ghen không? Dạ cũng có, nhưng mà không kiểu là mất kiểm soát hay là vô cớ hay là gì đó. Nói chung là ghen có kiểm soát. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì tùy tình hình, ví dụ như có thể là cuối năm hoặc là sang năm. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ tất nhiên là mình phải có sự chuẩn bị rồi chị. Lấy nhau về rồi mình hai vợ chồng đến ở đâu? Hiện tại thì em chưa có mua nhà. Nhưng mà khi mà bắt đầu là có gia đình thì em sẽ tính tới cái chuyện là sẽ mua nhà. An cư mới lạc nghiệp. Dạ, được ha. Dạ đúng rồi. Mình có làm dâu gì không hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ không, tại vì ba mẹ em không ở Sài Gòn. Công việc ổn định ha. Dạ. Rồi như vậy là quá tốt rồi, chuẩn á, nhà trai bữa nay ngon á. Được á em, dạ, cố gắng nha. Để anh qua anh thăm đàn gái coi. Thăm đi, thăm thoải mái. Dạ em chào anh. Chào em. Bây giờ em nghe cái tiếng nói anh đó, em cảm nhận thế nào về anh? Em cảm nhận là anh đã có sự rất là thân thiện. Ừ, đúng rồi. Giọng nghe cũng dễ thương. Ừ. Còn đẹp trai không em chưa biết. Đẹp hơn anh nhiều. Dạ. Vậy đi. Dạ. Ha. Nhưng mà anh sống đây có một mình, chưa có nhà cửa gì hết trơn. Dạ. Thì em tính sao? Thí dụ hai người lấy nhau sao? Ở nhà trọ được không? Thì thời gian đầu nếu khó khăn thì hai người phải thông cảm cho nhau. Về mình giữ tiền hay để chồng giữ tiền? Dạ thì nếu mà được thì em giữ thì tốt hơn. Phụ nữ bao giờ thích giữ tiền ha? Dạ. Anh có mối tình 7 năm mà anh phải chia tay. Em có ngại khi mới chỉ có 1 năm mình quen với anh không? Vấn đề đó thì em không ngại, bởi vì em cũng đã hiểu được cái cảm giác đó. Quan trọng rồi mới... em có chữa lành vết thương được cho anh ấy không? Dạ đúng rồi. Em hy vọng em sẽ là liều thuốc cho trái tim. Hay quá. Cô dâu tương lai là một người con gái thông minh đấy. Được thông ha. Minh. Được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái mình này, cho hai bạn gặp mặt ha. Gái. Dạ có, em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Chị chào Cát Tường. Cô thấy con rể tương lai của cô thế nào? À, cô thấy thì cũng được, cũng bạn trai, cũng đẹp, cũng dễ thương, dễ mến. Nhưng mà đó là do quyền của Vân. Nói gì với bác đi. Dạ thì nếu mà được tiến tới thì tình hình giữa hai người như thế nào? Rồi còn sự ủng hộ của bác và gia đình. Thì được. Dạ. Cũng vậy. Cảm ơn bác. Con cứ tìm hiểu dạ. Nhau đi. Ý cô trước dạ. Là được không? Thì cô thì lúc nào cũng được rồi đó, cũng được. Được. Ừ, cũng vừa mắt rồi. À, vừa rồi hả? Cũng thích rồi. Ưng cái bụng chưa? Ưng cái bụng rồi, dạ. Nhưng mà do con. Rồi, cảm con ơn đi. Cô. Vậy được rồi ha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bác. Mắt ưng cái bụng rồi đó. Bây giờ em đi với ai đâu? Dạ em đi với ba em, chị em và một người bạn thân. À, chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường. Nói chung là gia đình tôi thì chỉ có hai con thôi. Mình cũng rất là mong cháu.
Cho nên là cứ thúc cho cậu lớn nhà mình là cứ vợ đi. Thì mong là mọi được sự ủng hộ của gia đình bên kia để cho cháu nó đến hôn nhân thì tốt nhất. Dạ, dạ. Rồi, hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nào. Kéo màn. À, mình có món quà tặng bạn. Dạ, rồi, em cảm ơn anh nha. Bây giờ bắt đầu ngay từ lúc này mình không có mình với bạn nữa mà anh với em cho nó tình cảm nha. À, dạ, mình nghĩ là anh nghĩ là trước hết thì mình sẽ dựa vào cái cảm giác á để mình có thể đến với nhau hay không và chọn nhau hay không là do cảm giác của mình. Anh xin phép hỏi em trước nhé. Dạ, anh hỏi em. Theo em thì những cái yếu tố nào quan trọng nhất là để giữ gìn cái hạnh phúc hôn nhân? Theo ý kiến của em thì yếu tố quan trọng nhất đó là thông cảm và hiểu cho nhau, cân đối giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ, cảm ơn anh. Em có điều gì muốn hỏi lại anh không? Bây giờ hiện tại thì em biết là anh chia tay mối tình là 7 năm rồi, nhưng mà em hy vọng là đừng để mà quá khứ mà ảnh hưởng tới tương lai hiện tại. Đó, em chỉ mong muốn điều như vậy thôi. Chúng ta cảm nhận gì về người đối diện của mình? Em rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Rất là dễ nhìn. Có gu thời trang cũng khá ấn tượng. Nhìn em rất là chững chạc, có một cái suy nghĩ khá là sâu sắc. Dạ, chưa kéo màn lên thì em nghe cái giọng nói của anh thật sự rất là dễ thương. Khi mà tiếp xúc với anh rồi thì em thấy là hợp nhất lên. Hợp. Anh cảm ơn. Anh nghĩ thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nên dành thời gian nhiều hơn. Chứ đừng để mà gặp nhau ít quá. Dạ. Thì nó sẽ cũng không có, nó cũng phai mờ đi. Dạ đúng rồi anh. Con cái sao? Thích trai gái nào bày tỏ quan điểm luôn. Dạ, con gì cũng được miễn là con mình thôi chứ cũng không có gì con gì khác thôi nha. Bây giờ hai chồng thử tính cái kinh tế làm sao để phát triển kinh tế. Đúng đó. Cái kế hoạch tương lai mình định làm gì? Rồi đâu hai chồng, ủa quên hai bạn tính thử thôi. Thì em nghĩ là cuộc sống bây giờ cái gì đó mức giá nó cũng leo thang nên sống mình phải biết là tiết kiệm. Anh cũng nghĩ vậy. Hiện tại thì anh cũng có mở riêng cho mình một cái công ty nhỏ để chuyên về thiết kế thi công nội thất cho căn hộ biệt thự nhà ở này nọ cho khách hàng. Và một cái sự chuẩn bị cho tương lai của đàn trai cũng khoe với đàn gái luôn. Khoe em. Cái nhà này thì năm ngoái thì thiết kế cho khách mà khách họ bỏ chạy rồi. Cái này mình rất là thích cái thiết kế này cho nên mình nghĩ là sẽ dành cái thiết kế này sau này cho cái nhà mình nếu mình mua sau này. Vậy thôi. Đẹp quá. Đây là cái nội thất của nhà. Đây là cái phòng khách. Còn đây là cái phòng ngủ. Cái này chủ nhà rất là thích mà nhưng mà rốt cuộc không ký hợp đồng thi công. Nói gì đó hoài. Tôi giới thiệu cho, không giới thiệu gì đâu mà cứ người ta rút lại hoài. Giống như là cũng đây như là hướng tới tương lai. Mặc dù anh vẽ cho người ta nhưng mà anh nghĩ rằng nó sẽ là của mình. Đó. Phòng ngủ của hai đứa giữ đi cưng. Cái giường của hai đứa giữ đi cưng. Giường ông mai bà mối. Một cái thiết kế rất đẹp. Nhưng mà anh nghĩ rằng với một cái khát vọng, một cái ước mơ thì ở đây nó cũng không xa vời gì lắm đối với hai em. Rồi, chúng ta không còn thời gian nữa. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ nha. Trước hàng triệu khán giả đang xem, trước ba mẹ, ông bà, người thân của chúng ta, chúng ta không phải không nói dối con tim được nha. Phải thật, chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm rất đều, rất nhịp nhàng. Bấm tay nhau đi hai. Chàng trai cô gái rất dễ thương.